Theo thống kê, làng Thanh Khê hiện nay bảo tồn được 24 di tích văn hóa tín ngưỡng tâm linh. Năm 2005, 4 di tích của địa phương gồm đền, chùa, động, phủ đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Nam Định cấp bằng quần thể văn hóa. Đoàn làm phim chúng tôi đang có mặt trước đền Thanh Khê, xã Nam Cường. Tương truyền, nơi đây thờ bà Chiêu Minh Viện Phi Công Chúa thời Lý. Trong truyền thuyết, bà là con gái họ Vũ, người làng Thanh Khê, khi sinh ra đã thiên lạ, có điềm tán mây, lúc đấy khi đi khi ở gió không vào, mưa không ướt, sương không thấm tì, lúc đầu được cho vào cung, sau được ở môi chính nguyên phi. Chẳng bao lâu, cưỡi thuyền rồng dạo chơi ngoài bể, được phép mà biến hóa thành tiên, người xưa cho là hiển linh, nên mới lập biểu dâng vua, vua cho sứ về hành lễ, và phong bà là thượng đẳng phúc thần, lại sắp phong thần hiệu, chuẩn cho nhân dân Thanh Khê và trong vùng, lập miếu thờ phụng, hương hỏa muôn đời. Đền thờ, tọa lạc trên một khu đất cao, hình hàm rồng, đền có diện tích khoảng 1.500 m², mặt nhìn về hướng nam, kiến trúc của đền dựng theo núi, phiền chữ nhất, hậu chữ đinh. Trao đổi với phóng viên, ông Vũ Văn Yến, hiện là thủ nhà ngôi đền, ông chia sẻ, đến nay, đền thờ bà vẫn luôn là một điểm đến tâm linh thường xuyên của mọi người dân Thanh Khê và du khách thập phương trong vùng. Khoảng những năm 1995 đến năm 2005, di tích đền nhiều lần được đại tu, tôn tạo lại 5 gian tiền đường và 3 gian hậu cung, lát toàn bộ sân rồng bằng gạch màu đỏ loại 30x30cm, xây dựng tường bao phía tây khu di tích, phục dựng lại giếng cổ hình lục lăng, quy hoạch lại khuôn viên phía trước đền, trông mới đa dạng các loài cây, tạo được cảnh quan đẹp đẽ cho di tích. Năm 2014, cụ Đoàn Văn Nam phát tâm cung tiến về đền một bức đại tự. Năm 2015, ông thủ nhang Vũ Văn Yến đã cùng một số người dân địa phương phát tâm công đức kiến cúng một án gian thờ và đôi hồng mã được chế tác từ gỗ vụ, tổng giá trị trên 39 triệu đồng. Năm 2016 và 2017, gia đình ông bà Lê Văn Bưởi, một chủ doanh nghiệp sản xuất đá mỹ nghệ tại thành phố Ninh Bình, gửi về cung kiến một lưu hương bằng đá và một bia đá, với tổng giá trị nhiều chục triệu đồng. Cũng năm 2017, gia đình các ông Vũ Đức Huỳnh, Vũ Văn Khá và Vũ Duy Hiện đã tiến cúng đôi đèn thờ bằng đá, có giá trị gần 8 triệu đồng. Năm 2018, gia đình ông Đoàn Văn Điệp và bác Đoàn Đức Năng, giám đốc công ty tại Hà Nội, đã gửi tiền về cung kiến xây dựng công trình nghinh phong lầu và cây cầu nối tiền án, tổng kinh phí dự toán cho công trình trên 800 triệu đồng. Trong bản thiết kế, kiến trúc tòa lầu có kết cấu khung lim, tạo khối lục giác đều, bộ mái được lợp ngói nam, các đầu đao của phần mái được đắp hình rồng, toàn bộ phần mái được nâng đỡ bởi bộ khung gồm 6 cây cột trụ, được gắn trên 6 chân tảng bằng đá, chiều cao mỗi cột trụ là 3,7m, khoảng cách hai kim cột là 2,3m, sân và nền của công trình được lát bằng gạch vuông màu đỏ. Hệ thống lan can được chế tác từ đá xanh, liên kết với nhau bằng các trụ vuông 20x20cm, toàn bộ công trình được điêu khắc đề tài tứ quý, tùng, cúc, trúc, mai. Theo ông Đoàn Văn Công, cố vấn kỹ thuật công trình, ông cho biết, công đoạn thi công phần lầu và khuôn viên tiền án chúng tôi đang đi vào hoàn thiện. Phần thi công cây cầu nối tiền án, hiện nay chúng tôi chưa thể thực hiện được, vì địa phương chưa thống nhất được vị trí đặt cây cầu.